Series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây, phần 13. Tiếp nối phần trước, hệ thống phân cấp mới về rượu vang Rosa đã điều chỉnh lại một vài chi tiết về các thuật ngữ chỉ cấp độ được ghi trên nhãn cụ thể như sau. Generic, aka Juven, với cấp độ này rượu vang Rosa sẽ không có yêu cầu nào về thời gian aging. Trước đây là cấp độ chỉ chất lượng thấp nhất của Rioja. Tuy nhiên ngày nay, mọi người có thể thấy một vài chai rượu vang đặc biệt, có thể kể tới Rioja Blanco được làm từ nho Vira, cũng sử dụng thuật ngữ này. Crianza, đây là cấp độ mà bạn có thể bắt đầu kiếm được cho mình những chai rượu chất lượng. Quá trình aging được tăng lên theo phân cấp mới này sẽ giúp cho các loại rượu vang đỏ có sử dụng giống nho Tempranillo trở nên complex hơn nhiều. 1. Với hệ thống mới này, rượu vang đỏ sẽ được ủ tổng cộng 2 năm với ít nhất 1 năm trong thùng gỗ sồi. 2. Còn rượu vang trắng và rose wine sẽ được ủ tổng cộng 2 năm với ít nhất 6 tháng trong thùng. Reserva, cấp độ này bây giờ sẽ bao gồm luôn cả nhãn sparkling mới là Espumoso. Với hệ thống mới này, rượu vang đỏ sẽ có sự cân bằng tuyệt vời giữa trái cây và cấu trúc, ví dụ như tannin và độ chua, cùng với đó là hương vị tinh tế đến từ những gia vị nướng và trái cây khô. 3. Với hệ thống mới này, rượu vang đỏ sẽ được ủ tổng cộng 3 năm với ít nhất 1 năm trong thùng gỗ sồi cùng ít nhất 6 tháng trong chai. 4. Còn với nhãn hiệu Sparkling mới thì rượu phải được ủ ở độ tuổi Entier không ít hơn 24 tháng. Đối với dòng Sparkling có vintage trên nhãn, giống nho sản xuất phải được hái bằng tay. 5. Còn với rượu vang trắng và rose wine thì chúng phải được ủ tổng cộng 2 năm và ít nhất 6 tháng trong thùng. Gran Reserva. 6. Với hệ thống mới này, rượu vang đỏ thuộc cấp độ Gran Reserva phải được ủ tổng cộng 5 năm với ít nhất 2 năm trong thùng gỗ sồi và 2 năm trong chai. 7. Còn rượu vang trắng và rose wine phải được ủ tổng cộng 5 năm với ít nhất 6 tháng trong thùng. 8. Gran Anada. Cấp độ này từng một thời bị lãng quên nay đã xuất hiện trở lại dành riêng cho Sparkling. Cụ thể là chúng phải là Entier không ít hơn 36 tháng. Cũng tương tự như Reserva, dòng Sparkling có vintage thì giống nho sản xuất phải được hái bằng tay. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!